Hello, Khánh. Hello, are you there? Con chào. Hello teacher. Hey, how are you today? I'm fine, thank you. Okay, good that you're fine. Oh my God. Sorry. Yes, no problem. Right. Hôm nay Khánh có nhận thấy điều gì lạ ở cô không? Cô làm tóc ạ? À? No, no, not that. Not that. Cô ho à cô? Right. Giọng cô có lạ không? Giọng cô nghe có lạ không hay là nghe bình thường? Cũng bình thường thôi ạ. Nghe bình thường hả? Right. Guess what? I got COVID. Oh, vâng ạ. Rồi, Yes. không, sao cái phản ứng gì mà nghe nó nhạt nhẽo vậy? Tại sao không phải là oh my god hay là cái gì đấy mà tại sao mà là oh, nó nhạt nhẽo vậy hả? Chuyện này Chuyện này bình là popular bây giờ trong bây giờ bình thường rồi đó hả? Trời đất ơi. Rồi. Nếu mà đã bình thường quá rồi thì thôi, không không nói nữa, bình thường quá rồi thì thôi. Rồi, rồi hôm nay mình ôn tập cái kiến thức một chút xíu trước khi mình qua bài mới ha. Và không biết là Khánh còn nhớ cái bài mà hôm bữa giờ mình học không? Bữa giờ mình cứ chuyên tâm học cái bài mà học cái bài mà liên quan đến adventure, Khánh có nhớ không nhỉ? Khánh có nhớ Nhớ ạ. Nhớ không? Ok, nhớ được thì tốt. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục ôn tập cái phần bài của Adventure nhé. Khánh đợi cô chút xíu, file bị lỗi nên cô phải tải lại. ạ. Ok. Thi xong hết chưa Khánh? Con thi xong hết rồi ạ. Với số điểm khá là cao. Môn nào cao nhất? Môn công nghệ ạ. À, môn công nghệ. Thế môn toán có cao không? Cũng cao ấy ạ. Ok, cũng cao là tốt. Còn môn tiếng Anh thì sao? Là cô dạy tiếng Anh thì cục điểm cũng phải cao chứ đúng không? Cao như cũng có vài bạn bằng con nhưng mà trong top đầu lớp 82 điểm. À, 82. Nhưng mà lại xuống nhưng mà lại đi xuống 80 cơ ạ. Tèo 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 Bị tèo xuống tèo 8, bị tèo số 80 là tại vì lý do làm sao? Sao kỳ vì thế? 82 nó làm tròn xuống 80 cô. À, làm tròn xuống là chờ cô tưởng là được giữ nguyên điểm chứ. Nhỉ, chán nhở. Sao được cô? Không, cô cứ tưởng vậy thật mà. Cô cứ tưởng là nó phải giữ nguyên chứ, kiểu 82 là 8 là 8 điểm 25 đúng không? Là không ạ. Rồi rất tiếc là không ha. Rồi, hôm nay mình ôn tập một chút xíu trước khi mình qua bài mới. Ôn tập từ vựng thôi, tại vì cái phần từ vựng của bài này không có gì khó cả. Ha. Rồi hôm bữa là mình có đang dở dang một cái bài như sau. Đây, hôm Vâng. dang cái bức hình này, Khánh nhìn có quen không? Con chưa thấy gì cả cô ạ. Rồi Khánh thấy chưa? À đây thấy rồi ạ. Rồi, nhìn có quen không? Thấy rồi. Quá quen ạ. Rồi, bây giờ hôm bữa là Khánh đã làm được vài câu rồi ha. Ví dụ như là câu đầu tiên là như vậy. Là Khánh phải nhìn vô cái tính từ này đang là tính từ gì, nó đang bị đảo lộn thứ tự này đúng không? Ví dụ như từ bốn chữ cái là L L A T này thì cô ghép được tính từ. Thô. Chính xác, đúng rồi. Từ thứ hai là từ gì? Number two is See. I see, giỏi, đúng rồi. Rồi từ thứ ba là gì? Đáp 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 án là gì? Đáp án là gì? Cô đợi con bật IQ cực lên ạ. Rồi từ số 3 không nhớ đúng không thì mình tạm thời bỏ. Rồi và từ số 4. Từ cô để con nhớ lại xem có hai chữ R Nó bắt đầu bằng chữ N nha Khánh nha, nó bắt đầu bằng chữ N. Rồi. N thì chắc là N là sao?
Ví dụ như hắn nhìn vô. Narrow. Ok, nicer, narrow, đúng rồi. Narrow. Dark. Đúng. Neck is dark. Đúng, chính xác. Rồi còn gì nữa? Lake và valley là khả năng cao là shallow của. Shallow chính chắc xác. Chắn rồi. Chính xác, đúng rồi, shallow đúng rồi, giỏi quá. Rosetta. Tên cô đấy. Rồi, vậy thì số 6 này là gì đây? Số 6 sẽ là dark. Đó, số 4 là dark rồi, số 6 là gì? Dark, chắc chắn là low quá. Low, rất giỏi. Rồi, good job. Rồi, số 7 là gì? Số 7 này thì con sẽ phải nhìn vô cái số khu. Số 7 là shore và forest chắc là... là con sẽ phải nhìn vô cái khu này này, con thấy nó đang có cái gì đây? Rocky, Rocky chính xác, đúng rồi, giỏi. Rồi, từ số... deep. Rồi, đúng rồi. Số 9 là gì? With. Đọc lại từ này cho wide cô. Gì ấy cô? Wide, đọc lại cho cô. Wide. Và cuối cùng cái này sẽ là gì? Volcano, waterfall. Để con nhớ nhỉ. Ví dụ như Khánh thấy cái thác nước này nó đổ thẳng một mạch xuống thì Khánh sẽ nói cái này là cái gì? Là nó đang rất là dốc đúng không? Nó rất là dốc. Lâu quá. Lâu đâu? Lâu là trên này rồi. Chữ này có thể Khánh sẽ không nhớ. Steep. Steep, giỏi. Rồi. Thật là steep. Rồi, ví dụ như từ đầu tiên mình có từ tall, tall đi về mountain. Vậy thì câu số 2, icy sẽ đi vào cái gì hả Khánh? Icy thì chắc chắn là nó sẽ đi với mountain à? À đâu nhầm. Có hai từ đấy. Rồi icy stream. Chắc chắn không phải là desert rồi vì làm sao cái desert nó lại icy nữa được. Đúng rồi. Icy này là phủ băng ha. Con pit mất. Vậy thì cái stream này sẽ là cái con suối được phủ băng, chính xác. Rồi, narrow thì con river ạ. Narrow river, đúng rồi, ocean không thể nào narrow được. Dark thì dark sẽ là gì? Là cave. Giỏi. Rồi, số 5, shallow sẽ là gì? Shallow ấy là cái vùng nước mà con chỉ đi tới đầu gối con thôi, tới đầu gối của con thôi thì gọi là gì? Tưởng thế nào con sẽ chọn là lake. Đúng rồi, shallow lake là đây là là nước nông ha, đúng rồi, cái hồ đó là nông cạn. Rồi, low này thì có gì? Low thì con nghĩ nó sẽ là ocean. Ocean thì con nên xài cái deep nó sẽ đúng hơn, tức là sâu nó bao cả sâu. Nhưng mà thế thì steep thì dốc đứng đi cô, con thấy waterfall nó cũng hợp. Đúng rồi, steep dốc đứng là waterfall, đúng rồi, con đừng đọc waterfall nha, sửa lại cho cô, waterfall đọc 3 lần. Waterfall. Không. Waterfall. Đúng rồi, waterfall 3 lần từ waterfall. Bây giờ Khánh cứ tưởng tượng là mỗi lần Khánh đùa là đầu cô cứ như có ai gõ vào như vậy là đau lắm. Thương cô đi. Nhẹ mà cô. Không. Con bị ốm rồi con sẽ cảm thấy nó đau đớn như thế này. Rồi. Rocky có thể đi với gì được đây con? Sao tắt mic rồi con? Why did you turn off your microphone? Rồi cô ơi. Sao tự dưng tắt mic vậy? Không có gì ạ. Rocky, shore. Đúng rồi, shore cái này là bờ mà có một số bãi biển thì gần bờ nó có rất nhiều cái đá hay rất là nguy hiểm. Rồi, deep, số 8 deep thì mình đi vào cái nào? Enjoy deep. Cô biết bài đấy không cô? No, lần đầu có nghe. Ocean cô ạ. Ocean, giỏi, deep ocean, chính xác. White này là gì? White này là gì? Ví dụ như
Bây giờ con muốn mua một cái. Why là river? White river. Con đang giàu vừa đơ thì thôi. Rồi, white river. Rồi, chất rất chính xác. Rồi, rồi số 10. Steve thì sẽ là... Steve sẽ là đọc lại cái chữ đấy cho cô. Không thôi, cô không tha cho đâu. Waterfall. Không tha. Waterfall. Không tha. Waterfall. Đúng rồi. Rồi. Đáp án của cô là hai cái đều đúng, dốc đứng ha, tại vì cái ngọn núi lửa nó có những ngọn nó cao chót vót luôn, còn có những cái nó rất là thấp. Đó, vậy thì đáp án cả hai đều đúng, con chọn cái nào cũng có chọn một trong hai cũng được thôi, không sao cả. Rồi. Thì con sẽ chọn núi lửa cô ạ, vì lặp rồi. À ok, gặp rồi hả? Con gặp núi lửa rồi hả? Đâu nhỉ? Lặp cô ạ. Lặp ok. Rồi. Rồi, bây giờ mình chuẩn bị làm một bài nghe. Rồi, cô xin lỗi hôm nay cô hò hơi nhiều. Không sao ạ. Rồi, hy vọng là Khánh có thể bỏ qua cho cô, tại cô hò quá trời luôn. Tôi vẫn nghe được bình thường mà. Nay Khánh học ngoan cho cô nhé. Khánh mà học không nghiêm túc là đầu cô như bị ai đấm vào ở đâu lắm. Rồi, tu luyện cô ạ, phải tu luyện. Thế thôi, nâng tầm lên được. Nâng tầm và hét cô lên được. À trời ơi, đừng nói thế, đừng nói thế. Cô yếu đuối lắm. Iron head. Rồi, con nhìn thấy cái ba số 3 này không nhỉ? Hắn nhìn thấy chưa? Ủa rồi. Làm luôn à. Từ từ trước ơ, tiên. Không làm hết bài số 1 à cô? Bài số 1 làm sao mới? À bài số 1 cái bài này hôm bữa là mình làm rồi này, Khánh này. Nhưng mà cô không có lưu đáp án lên trên này thôi. Rồi, 7, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Rồi, mình không sao đâu. Mà cô... Những cái đấy thì lát nữa cô kiểm tra lại cho những cái đấy. Tại vì cô biết là Khánh thuộc hết rồi nên cô cũng không có quá lo. Nhưng mà bây giờ nếu mà Khánh muốn làm thì cô sẽ làm thôi. Cô muốn làm. Rồi, hôm bữa là mình xong được đến cái này được không đúng không? Nhắc lại cho cô là số 1, 2, 3, 4, 5 là gì đây? Nhắc lại. Số 1 là gì? 1 là... Đó. Lâu. Mà lại lâu lại quên rồi. Số 1 chắc là đó, số 2 là cave cô ạ. Số 2 cave, số 2 mà là cave phải hỏi số 3 mới là cave chứ. Thế, số 3 là cave, số 1 là số 1 là cliff cô ạ. Đúng số rồi, 5 số là 1. Ocean, số 4 là waterfall. Đúng. Còn số 2 là cái stream của cô. Stream chính xác, cái con suối chính xác rồi, rất giỏi. Rồi, xuống 6, 7, 8, 9, 10, 11. Có gì đây? 6 là forest, 7 là mountain, đúng. 8 là lake. Chính xác. 9 là chữ H, để con nhớ có cái từ gì. Con thích lần chữ cơ. Con thích lần chữ, nó không phải chữ H. Ví dụ cái nơi hill, này. Hill, đúng rồi, khá dốc. Cô em tân nói là gợi ý là khá dốc rồi. Tiếp, số 10 là gì? 10 là river. River, giỏi, đúng rồi. Số 11 là gì đây? Số 11 là... Cái này không thể là stream được, tại vì stream xuất hiện trên kia rồi. Shore, đúng rồi. Đây sẽ là phần bờ của mình ha. Đúng rồi, cái bờ. Rồi, thế số 12, 13, 14, 15. Cái này không biết. 12 là volcano. Volcano. Còn 13 là... Desert. Desert, đúng rồi. Là 14 v. Cái này. Ví dụ như là cái phần đất nó như thế này đi. Đó, xong ở đây có một cái chỗ mà con có thể đi lại được. Thì cái khu vực này, cái khu vực mà đây này, nó sẽ gọi là, nó gọi là cái này bắt đầu bằng chữ V. Ví dụ như ở trên này là Valley. Valley. Valley nghĩa là gì Khánh? Valley nghĩa là nó kiểu gì? Em nó đi kiểu, qua nó cứ kiểu à cái thung lũng giữa núi, nhưng mà con thấy này đâu giống thung lũng đâu. Đó 15 hơi... là rocky. Đúng rồi, ok, chính xác rồi. Cái này valley con đọc đúng rồi này, nhưng mà có một cái là con bảo là nó không giống thung lũng lắm. Thực ra là nó giống chứ, tại vì có cái phần cao ở trên này nè. Trên bên này cũng hơi có thấp cao. Con theo cái này con hơi thấp vậy. Đúng rồi, cái valley này hơi thấp, chính xác vậy, nhưng mà nó vẫn là một cái valley hợp nghĩa nha, tại vì có hai phần cao và một phần trũng xuống. Đúng rồi, giỏi. Valley. Valley.
Rồi, bài số 3. Bài số 3. Số 3 là in con chim. Từ từ, bây giờ bài số 3 là con sẽ phải nghe, được chưa? Bây giờ con kiểm tra thăm chích cho cô. 2. Lesson 2A. Xịn sò rồi cô. Xịn sò rồi đúng không? Rồi, đúng. Bây giờ cô cho Khánh 2 phút để đọc hết câu hỏi từ số 1 đến số 10 nhé. Có từ nào không hiểu phải hỏi cô ngay. Dạ, vâng. 2 phút bắt đầu. Hack não thật đấy. À, cái này mình nghe đúng không cô? Đúng rồi, nghe thôi. Chảy qua London. Ảo ma thật đấy. Rồi, cái chảy gì? Qua London. Which country is by car? Gì vậy trời? Vesuvius. À, Vesuvius. Vesuvius là tên một địa danh khá nổi tiếng. Được chưa? Được chưa, được chưa, được chưa? Rồi, được chưa Khánh? You ready? Sẵn sàng chưa? Trời ơi, nhìn mà chóng mặt quá cô ơi, khó khó kiểu gì ấy. Bây giờ mình sẽ nghe từ từ thôi, mình nghe từ từ thôi, không có vấn đề gì phải lo ha. Nghe từ từ. Rồi, bắt đầu này. Âm thanh hình ảnh đã xịn sò rồi thì bây giờ mình bắt đầu. Cô cho Khánh nghe lần đầu tiên. Khánh có giấy bút đấy, ở đây sẵn không? Chuẩn bị giấy bút cho cô đi, bài này bắt buộc phải có giấy bút. Khánh ơi. Alo Khánh. Khánh ơi, có giấy bút chưa? Rồi, có rồi ha. Ôi, tay con nó bị dị tật rồi. Có đâu, cô thấy bình thường mà. Cô nhìn lại đi cô. À, cái ngón cái con mẹ hơi sâu đúng không? Ngón cái của con mẹ hơi sâu. Cô cảm giác vậy chứ cô không biết cô được. Ủa, cái đó lại có cái đó làm được mà đúng không? Là cô cũng làm được mà đúng không? Cô làm đúng không? Cô phải tít tát tít thằng này. Thế ở thế. Ủa, cô cũng không biết nữa nhưng mà không biết. rồi bây giờ mình bắt đầu nghe nhá. Đây rồi, bút chì của mình. Đúng rồi, đánh số. Đánh số từ 1 đến 10 cho cô đi Khánh. Được rồi, cô con đánh 1 gạch ngang 10 rồi cô. Chơi phải ai chơi. Rồi, sẵn sàng chưa? Cô bật băng nghe nè. Sẵn sàng cô. Rồi, nghe và điền vào cho con nhé. Exercise 3. 1. In which country is the highest waterfall in the world? 2. What's... Rồi, biết đáp án của số 1. Easy, cô cứ nách đi cô cho chạy liên tục luôn con. Ok. Cân luôn. 2. What's the name of the ocean to the east of Africa? 3. What's the name of the river that flows through London? 4. In which country is Lake Baikal? 5. What's the name of the mountains that run along the west coast of South America? 6. In which country is the volcano Vesuvius? 7. What's the name of the desert in southern Africa? 8. In which two continents is the Great Rift Valley? 9. Which famous American city is on the shore of Lake Michigan? 10. In which European country is the Black Forest? Rồi cô, một là what là waterfall. Waterfall. Hai là ocean. Rồi. Ba là river. Đúng. Bốn là lake. Đúng. Năm là mountain.
Đúng. Six là volcano. Đúng. Seven là desert. Đúng. Eight là valley. Đúng. Chín là shore. Đúng. Mười là forest. Ok. Rồi dễ đúng không? Bạn này rất là dễ ha. Bé ban đầu hắn cứ sợ. Con. Hả? Nói gì cơ? Hắn nói gì cơ? Cô để con nhắn vào phần à, từ cô đợi thì cô đợi một à thôi cô cứ next đi tí nữa con nói sao à thôi nhỉ? Nói luôn. Rồi cái câu số 4 này là cái bài tập mà hắn phải sử dụng cái internet để tra đáp án, nhưng mà cô nghĩ là sẽ không cần đâu, được chưa? Cái bài cái gì này... vậy trắng hết này nghe à cô? Không, không phải nghe. Tức là ví dụ như khẳng điền được đáp án từ 1 đến 10 của câu của bài số 3 rồi đúng không? Câu số 1, vâng ạ. In which country is the highest gì đấy? Đáp án này là gì quên rồi? Con đố cô nhớ này luôn. Thế thôi, cái gì á? Cô không nhớ. Highest mountain gạch. Không. Waterfall, cô ơi. À, waterfall, đúng rồi. Tức là ví dụ như khẳng điền được cái chữ waterfall này ở đây, đúng rồi nhá, đúng rồi. Thì bây giờ khẳng sẽ phải chép cái câu hỏi là lên trên internet và để kiếm cho cô cái đất nước nào có cái thác nước cao nhất, hiểu chưa? Con trà tiếng Việt, đất nước nào có cái thác nước cao nhất? Trà bằng tiếng Anh cho cô đi, năn nỉ. Trà bằng tiếng Anh cho đất cô đi. Đất nước nào có thác nước cao nhất? Venezuela in the forest. Rồi, cái từ không biết đọc luôn. Okay, Venezuela. 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 Đọc đọc nhanh là Venezuela. 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 Rồi, cô Venezuela là một đất nước mà đúng rồi. Rồi, gõ câu thứ hai bằng tiếng Anh cho, tức là cái câu này con sẽ điền vào là Venezuela ha. Rồi, gõ câu thứ hai vào cho cô. What's the name of the ocean, đúng không? To the east of Africa. Câu số 2, con điền ocean, đúng không? Đúng không? Khám xem lại tờ giấy. Chính xác quá. Ok. Ocean rồi. Rồi, gõ câu đó lên trên internet. Ocean. What's the name of the ocean to the east of Africa? Gõ câu đó lên trên internet cho cô. Để tìm kiếm thông tin. Nước biển nào ở phía đông châu Phi? Ocean ở đây là gì? Ocean ở đây là đại dương. Vậy thì đại dương nào nằm về phía phía đông châu Phi? Which ocean? Quá dễ, con sẽ tra tiếng Việt. Trời đất ơi. What is it? Chưa tra xong cô. Vì tiếng Việt hơi dài ạ. Con đùa thôi, nó còn ngắn cả tiếng Anh. Nó còn ngắn cả tiếng Anh. Thật là dễ quá đi. What is it? What's the name of the ocean? Ra chưa? Con đọc được không? Indian Ocean. À, biển Ấn Độ Dương, đúng không? Biển Ấn Độ Dương. To the east of Africa. Thì đó chính là... Ủa? Rosetta là rose, cây hồng, hoa hồng, màu hồng. 17 những người có tên Rosetta bỏ phiếu cho tên nào, bạn ngoại bỏ phiếu cho tên của mình nào. Phát tử. Đọc là Rosetta. Rosetta là tên dành cho nữ, tên là một dạng của Rosa và bắt nguồn từ Ý ở trong web. 17 có tên tên Rosa đây là tên họ 4 sao trên 5 sao. Họ dường như cảm thấy rất là ok. Tên bên này bên ra. Lại còn này. Rosetta là một phần mềm trên MacBook chứ mà con lại đang dùng MacBook. Nhưng mà đời trước quá. Đời này hơi bị hiếm. Rồi, cái này cô gửi cái bài này vô trong Zalo cho Khánh. Khánh thích thì có thể về tre nhé. Chứ bây giờ mình phải vào học cái bài mới thôi. Chứ thôi bị trễ ha. Yes, cô ơi. Rồi, nhớ cái đáp án ở cái tờ giấy mà mình chép ra hồi nãy ha. Rồi, bây giờ cô con thuộc lòng người cô ạ. Ê, vậy luôn, ghê ạ. Hôm nay học sung sức chữ ta. Sao, thấy tên Rosetta đẹp không? Không phải đọc Rose nha, Rosetta. Rosetta. Vấn đề là sao? Vấn đề là con là nam nên con cũng chẳng biết tên này là có hay không. Ờ, thấy con nghĩ theo cho con em đùa. Rồi
Con thấy cũng bình thường, tên nào chẳng thế cô, chỉ cái tên gì mà Nguyễn Văn Thần, à đâu, Nguyễn Vua Thần, Nguyễn Vua Nguyễn Thần Thần Vua đúng không, thể gì loại á, cô. Nguyễn Vua Thần, ôi trời, ối rồi ôi, cái một cái tên thật là ối rồi ôi luôn đấy. Thế Oh my god, oh my god, oh my god. ở trong lớp con có bạn What's the name? trong lớp con có Nào. tên của bạn nào mà kiểu độc đáo không? Trong lớp con có tên của bạn nào mà tên kiểu độc đáo không? Lớp cũ của con này có cô ạ, Gao Chính Long, siêu nhân Gao Đỏ. Trời Gao Chính Long họ hơi bị xịn nhờ. khảo luôn. Trời xịn nhờ. Gao. Rồi. Ok, bây giờ cô bắt đầu chia sẻ bài ha. Hôm bữa là mình đã học xong phần 2E. Phần 2E chủ đề Adventure, mình học về tên của những cái địa danh, những cái địa hình khác nhau. Thì bây giờ mình sẽ bước qua phần ngữ pháp. Phần này khá là khó cho nên Khánh tập trung giúp cô nhé. Rồi, hôm bữa là học từ vựng, hôm nay học ngữ pháp. Rồi, ngữ pháp hôm nay mình sẽ học về cái gì? Has Mình chưa làm hết bài phải không ạ? À, đúng rồi, có cái câu số 4 đấy thì cô bảo là về nhà tự tra đi Khánh, về nhà tự tra đi chứ. À được rồi cô. Example, it was snowing two men go Rồi, walking Khánh ơi, towards Khánh ơi, the house. Khánh nhìn tên cái thì là có quen không? Khánh past continuous là có quen không? Khánh nhìn cả past continuous là có quen không? Lần Ồ. đầu mình mới gặp bạn. Thế luôn. Chắc chưa hay Quá là khứ lừa đảo cô ạ, quá khứ lừa đảo. sao lại gọi là quá Gần khứ lừa cô. đảo? Past continuous là quá khứ tiếp diễn. Nhưng Đúng mà rồi. cô, nếu mà con chưa đánh hết ý cô, Chưa đánh hết là sao? con đánh là past con thì nó ra tiếng Việt là quá khứ lừa đảo. À. Rồi. Ok, Rồi nhớ cho đổ luôn cô, cái đèn cô past ạ. nhớ cho cô, past continuous là quá khứ tiếp diễn. Hắn còn Quá nhớ thì dễ này, của hắn còn nhớ thì này không? Cái thì có cô cô đang ạ. Now không, in hắn the moment, à đâu, at the moment. còn không, hắn còn nhớ cái present continuous cô đang ghi trên màn hình này không? Nhớ này là thì gì không? Hiện tại tiếp diễn không? Đúng À rồi, đâu? đúng rồi, À đúng rồi, thì hiện tại tiếp diễn. Thì cái mấu chốt để so sánh giữa hiện tại tiếp diễn và quá khứ tiếp diễn là nó xảy ra ở hai thời điểm khác nhau. Một cái là đang xảy ra ngay lúc nói, chính là present continuous. Cái còn lại, past continuous là diễn ra vào một thời điểm nào đó trong quá khứ. Tức là ví dụ như cô hỏi con là 7 giờ tối hôm qua con đang làm gì? 7 giờ tối. 7 o'clock. I À ok, am con nói là I did my homework did đúng không? Rồi. my homework. Trời ơi, quá shit Nếu như mà con nói là I did my homework tức là cái này nó đã xảy, nó tức là nó không đúng với câu hỏi của cô lắm, câu hỏi là lúc đó con đang làm gì? Tức là cái I Nếu như con nói là I am doing my homework thì cái này nó đang là thì hiện tại tiếp diễn hay quá khứ tiếp diễn? homework. I am doing my homework thì đây là hiện tại tiếp diễn hay quá khứ tiếp diễn? Nói cho cô nghe. Hiện tại tiếp diễn ạ. Đúng rồi, vậy thì muốn đổi về quá khứ tiếp diễn thì mình phải thay đổi cái yếu tố nào? Là thay đổi yếu tố doing my homework hay là thay đổi yếu tố em này? Thay đổi yếu tố nào Khánh? Để I was doing chính xác, đúng rồi, thấy chưa, được chưa? homework Vậy đúng rồi, vậy thì hiện tại tiếp diễn khác với quá khứ tiếp diễn ở chỗ là cái động từ to be được sử dụng trong câu. Với quá khứ tiếp diễn thì mình sẽ phải sử dụng hai động từ to be chính, đó là was hoặc là were, được chưa, được chưa? quá dễ luôn. Đúng rồi, và cái phần động từ verb in thì nó y chang như hiện tại tiếp diễn thôi. Chưa? Yes. Rồi, vậy thì bây giờ cô thử hỏi thêm một cái câu nữa nè.
Vào lúc 7 giờ sáng hôm qua con đang làm gì? What? Câu hỏi của cô. What were you doing? You doing at 7 a.m. yesterday? I was doing exercise. I was doing exercise. Đang tập thể dục hả? Ok, siêng quá ha. 7 giờ sáng tập thể dục. Rồi, chính xác. I was doing exercise. Rồi. Chính xác, Khánh hiểu cái mấu chốt của thì quá khứ tiếp diễn rồi đó. Tức là vào một cái thời điểm nào đó trong quá khứ, một cái hành động gì đó đang xảy ra. Được chưa? Đang xảy ra ngay lúc này. Được chưa? Đó. Thì nghe lý thuyết nó mệt mỏi vậy thôi, chứ mình so sánh với thì hiện tại tiếp diễn là mình nhìn ra được à. Rồi, bây giờ Khánh dịch câu này sang tiếng Anh cho cô. Hiện tại à, trời đã à, tuyết đang rơi. Tôi đang muốn trà sữa lúc 8 giờ. Dịch sang tiếng Anh cho cô. I was drinking milk tea at 8 p.m. Yesterday. Chính xác, 10 điểm. Rồi, ok, yesterday. Đúng rồi, chính xác. I was drinking milk tea at 8 p.m. yesterday. Một câu nữa. Cô ấy đang nấu bữa tối lúc 6 giờ chiều hôm qua. Rồi. She, con đọc she mà cô. She was cooking dinner at 6 p.m. yesterday. Đúng rồi, chính xác. Rồi. Rồi. Mình có thể nói là sao? Mình có thể một câu tiếp theo nè. Một câu tiếp theo cho cô luôn nhé. Họ đang chơi game. I want to have my brother too. No. We just have two computer, but one computer. My parents doing the work, and I'm my brother. Get out! Or you have a brother? Really? You have a brother? No. Eve. Okay. Eve. Rồi. Họ đang chơi game. Tối hôm qua. Câu này khẳng định như thế nào? Họ đang chơi game tối hôm qua. They were playing game yesterday. Đúng rồi, they were playing game yesterday là được rồi. Nếu như mà con muốn rõ hơn là buổi tối thì con thêm chữ evening vô cho cô được chưa? They were playing game yesterday evening, được chưa? Đọc lại cho cô câu này đi. They were playing game yesterday. They were playing game yesterday evening. Hai âm thôi, evening. Trở lại. They were playing game yesterday evening. They were playing game yesterday evening. Ok, chấp nhận đi. Rồi. Hỏi chấm tại sao cô? Con làm gì sai? Tại vì cái chữ evening cô chỉ đọc có hai âm thôi. Chữ evening. Evening. Ok, nó vẫn ra này. Ok, good. Thấy chưa? Trời ơi, kiểu đọc của con thật là lợi hại. Rồi, Khánh quá ơi. Quá là lợi hại. Thế rồi, đau cổ ạ. Rồi, cô nói rồi Khánh kiểu. Đọc cho cô cái câu example này đi. At midnight, I was screaming at work. Nó không có nhận ra chữ luôn kìa, con đọc lại đi. At midnight, I was doing my homework. Ok, chính xác rồi. Đúng rồi nha. Rồi, vậy thì quá khứ tiếp diễn dùng để nói về một cái hành động đang diễn ra trong quá khứ ha. Rồi. Rồi, đọc cho cô ví dụ tiếp theo. We were sitting on the sofa and eating pizza. Ok, chính xác. And eating human girl.
Rồi, vậy thì Khánh nhớ cho cô là cái chủ ngữ ai này Khánh này, chủ ngữ ai trong quá khứ thì mình đi với động từ to be nào? Was hay là were? Ai đi với was thôi. Chính xác, đúng rồi, nhớ cho cô nhé, chọn were một cái là đáng đánh đòn lắm luôn đấy. Cô không thể đánh con trên online của cô. Thế thì cô phải book là cô sẽ phải book vé ra Hà Nội. Rồi, vừa rồi thì mình vừa chị cô ơi, đang covid này, cô làm sao tìm được địa chỉ nhà không? À đâu, hình như là mẹ con có cung cấp mà. Đúng rồi. Ôi, chứ... con không sợ đâu. Cô mà vào tầm thời gian con đi chơi thôi. Cô không gặp được con đâu. Rồi, vậy luôn. Rồi, vừa rồi mình mới làm quen với cái dạng khẳng định của thì quá khứ tiếp diễn, tức là không có dấu hiệu của chữ not ở đây, được chưa? Vậy thì có chữ not vào nó sẽ thành thể gì? Thể phủ định. Đó, vậy thì thêm chữ not vào chỗ nào? Vào đằng sau động từ to be, được chưa? Để tạo thành was not hay là weren't. Rồi, ok. Vậy thì Khánh có thể cho cô một câu ví dụ mà sử dụng wasn't hay là weren't cộng với verb in này được không? Cho cô một câu ví dụ đi. I eating wasn't. Đó, I eating wasn't là thấy sai chưa? Cái wasn't đi trước hay là verb in đi trước? Wasn't đi trước. Đúng rồi, nói lại cho cô. Con đùa tí thôi mà. I she he it cộng wasn't cộng verb in. On đây. Rồi, ok. Rồi lấy ví dụ cho cô đi. Thể phủ định của thì quá khứ đơn. Nhìn vô công thức đây mình có gì? Đầu tiên là chủ ngữ đúng không? I wasn't eating yesterday. Đúng rồi, I wasn't eating yesterday. Một câu ví dụ đúng ngữ pháp. Còn cái bối cảnh thì nghe có vẻ hơi kỳ lạ ha. Rồi, I wasn't eating yesterday. Rồi, đổi chủ ngữ cho cô. Lấy chủ ngữ we xem nào. Lấy chủ ngữ we. Một câu khác xem sao. Một câu ví dụ khác. Negative, affirmative hay là question cô? À, negative đi. Negative, vẫn negative cho cô nha. We weren't playing game yesterday. Chính xác, we weren't playing game yesterday. Rất giỏi. Rồi, tiếp theo. Question. Nhìn vô cái dạng câu hỏi cho cô nè. Khánh để ý cho cô. Trong dạng câu hỏi của thì quá khứ tiếp diễn, thành phần nào đang đứng đầu tiên? Quá khứ tiếp diễn đó cô. Đúng rồi, quá khứ tiếp diễn là cái mình đang học hôm nay này. Thành phần nào đứng đầu tiên trong dạng câu hỏi của thì này? Cái I, she, he, it, you, we, they. À, trong dạng câu hỏi cơ mà. Trong dạng câu hỏi cơ mà. The words were were. Đúng rồi, words were were. Vậy khi muốn đặt câu hỏi, con phải đưa words và were lên đầu. Được chưa? Rồi, ví dụ như Khánh nhìn vào trong đây này, có was và were ở đâu rồi thì thành phần tiếp theo đi sau sẽ là gì? I, đó, he she, it, tức là chủ ngữ, được chưa? Sau đó cộng với verb in. Đó là một câu hỏi của thì quá khứ tiếp diễn. Vậy thì bây giờ Khánh cho cô một câu hỏi của thì quá khứ tiếp diễn xem nào. Quá khứ tiếp diễn bằng question đúng không cô? Đúng rồi, question. Was she was she swimming yesterday? Đúng rồi, was she swimming yesterday? Rất giỏi, đúng chưa? Was she swimming yesterday? Rồi, đổi xuống bắt đầu bằng were cho cô xem nào. Vẫn là câu hỏi nha. Were you doing exercise yesterday? Were you doing exercise yesterday? Rồi, chính xác. Rồi, vậy thì đó là Khánh đặt câu hỏi rồi, rất tốt. Vậy bây giờ khi mà cô đặt câu hỏi thì chắc chắn phải có câu trả lời đúng không? Khi đã đặt câu hỏi rồi phải có câu trả lời. Cách trả lời thì như sau. Nếu thông tin là đúng thì là yes cộng với were hay là were. Nếu thông tin sai
thì là no cộng với wasn't hay là weren't, được chưa? Ví dụ như câu hỏi Khánh này, were you doing exercise yesterday? Thì Khánh sẽ trả lời là yes, I was. Hello, yes, I was. Đúng yes. rồi, đúng rồi. Cái was có S mới đúng nha. Đúng rồi, yes, I was. Rồi, bây giờ Khánh hỏi cô một câu tương tự đi. Flying yesterday. Were I flying yesterday? Cô có bay hôm qua không ạ? Yeah. No, I wasn't. Được chưa? No, I wasn't. Rồi, Khánh nắm rất vững phần kia, phần lý thuyết này rồi. Hy vọng là xíu nữa khi vào bài tập thì mình có thể làm ổn ha. Rồi, bây giờ nhìn lên trên màn hình. Thấy cái bài tập này chưa? Có 6 câu. 6 câu. Đề bài đang yêu cầu mình làm gì đây? Complete the sentences. Complete ở đây là hoàn thành. Sentences là các cái câu. Rồi, use the past continuous form of the verb. Rồi, nếu như mà mình thấy là cái use the past continuous là mình biết là phải chia động từ về thì quá khứ tiếp diễn. Rồi, Khánh sử dụng annotate và làm cho cô từ câu 1 đến câu 6 đi. Right, use annotate to finish question from 1 to 6 for me. Được chưa? Yeah, thank you. Okay, no, don't be sad. Don't be sad. No, 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 no. I use that and my voice is low. Okay, I see. At 8 o'clock. Vì tự dưng mình lại quên rồi. Sorry. Con mở đã annotate không? Mở đèn khi mà tự dưng con lại quên cái cách đánh. À, để đánh. À, rồi, con nhớ rồi. I'm finished, teacher. Okay, rồi cô sẽ kiểm tra đáp án. Cô tắt cái transcription một chút xíu được không? Dạ vâng. Con di chuyển ra chỗ khác là được của cô tắt đi. Rồi. Good job for finishing. Rồi con làm rất là tốt khi mà đã xong ha. Nhưng mà cô muốn Khánh xem lại những câu sau. Có hai câu thì phải Khánh cần phải xem lại. Câu đầu tiên đó là câu số 3. Câu thứ À rồi, con phải để were đúng không? Wasn't. À, weren't.
Cả hai chỗ luôn, chỗ này xem lại là đúng nhưng chỗ sau cũng phải xem lại cho cô nhá. Câu số 4 có cần Câu xem lại 4 không thì ta? con chịu ạ. Câu Con số chịu 4 thì không, không? câu số 4 thì không phải xem lại, câu số 5 phải xem lại. Câu số 5 phải xem lại. Câu số 3 con sửa chưa? Ấy ạ, con sửa. Rồi sửa cái Con hiểu đó. rồi, con hiểu rồi, con hiểu rồi. Rồi, câu số 3 cái cụm đầu ok rồi nè. Câu số 3 cái cụm sau chưa ok, sửa lại cho cô. Phải sửa như thế nào? Vâng ạ. Rồi, câu số 5 chính xác. Câu số 3 cụm đằng sau nữa. Rồi ạ, đây để con chỉnh lại. Không, câu số 4 có khi không sai nha. Câu số 4 không sai, câu số 4 Ờ, không chết sai. rồi, con bấm nhầm rồi. Trời. Đây cô ghi lại cho. Con ghi câu số 3 đi, cô ghi cái câu số 4 cho. Đó. Chắc. Vâng ạ. Con xong rồi ạ. À, câu số 1 sao con xóa lên rồi này? Ơ, lạ vậy. Đây cô ghi lại cho nhanh, cô ghi nhanh hơn. Con ghi như vậy đúng không? Was texting, đúng chưa? Đó, rồi Con con ghi ghi đó xong hả? rồi cô ơi. Rồi, bây giờ mình cùng kiểm tra đáp án nha. Câu số 1, at 8 o'clock yesterday evening, John was texting his girlfriend. Đáp án was texting là đúng chính xác. Được chưa? Vâng. Rồi, ok, từ từ cái annotate của cô đâu rồi? Right, rồi was texting, đúng. Next, why were they laughing at me? Chính xác, con viết đáp án chính xác cho cô này rồi nè. Câu số 3 có thể câu này sai nè. Weren't paying, cụm đầu đúng sau khi sửa, nhưng cụm sau lại sai sau khi sửa. Con hiểu tại sao sai chưa? Ở đây weren't paying attention là bạn đã không chú ý khi mà tôi đang nói, Chết đúng không? rồi, đánh nhầm rồi, thề Ừ. luôn ạ. Rồi ở đây thì có vẻ con vội quá, đằng trước thấy phủ định thì đằng sau cũng phủ định luôn. Chỗ này chú ý đến nghĩa cho cô này nhá. Bạn không chú ý khi tôi đang nói chuyện, đúng không? Đó, được chưa? Vậy đây sẽ Vâng. là câu sai của con. Câu số 4, they was walking, was eating. Rồi cái câu này là cô sai, con was eating của con là đúng nè, cô xin lỗi nha. Cái was eating của con sau khi sửa đúng mà cô lại nghĩ là nó không cần was cơ. Thì chắc. Rồi, tiếp theo. Rồi, Emma was watching and Lisa was reading, chính xác. Rồi, và cuối cùng. At midnight, Wendy was still doing her homework. Rất chính xác. Rồi, Khánh có thắc mắc gì không? Không. Rồi, nếu mà không có thắc mắc gì thì xem kỹ lại câu số 3 cho cô nhé. Không phải lúc nào nó cũng cùng một cái thể khẳng định hay cùng một thể phủ định đâu. Nó lồng ghép hai thể với nhau cũng được. Mà nhớ xem cho cô cái nghĩa đó nha. Ở đây bạn không chú ý khi mà tôi đang nói chuyện. Rồi ha. Rồi. Ok, bài hôm nay Khánh học Khánh hiểu không? Do you Có. understand? Ok, bài học hôm nay hiểu thì rất tốt. Vậy thì cô hẹn Khánh ngày chủ nhật mình sẽ tiếp tục học bài nhé, được chưa? Vâng ạ. Ok, rồi cảm ơn Khánh rất là nhiều. Right, I will see you again on Sunday. Hôm nay nếu mà có việc. Bye bye, teacher. Ok, goodbye. Xin chào. Ê, chào.